Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh tổ chức lễ công bố xã Nhân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Qua 10 năm phát động xây dựng xã nông thôn mới, đời sống của người dân địa phương được nâng lên rõ nét. Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn trên 41 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng, số còn lại do người dân đóng góp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3,89%. Dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 được nhận khen thưởng. Đến nay, huyện Tân Thạnh có 12 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao.